Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một phần thi đối kháng. Đây là một phần thi hứa hẹn sẽ là một màn kết bùng nổ trong đêm nay. Hãy cùng chào đón hai cặp đôi nhảy múa, họ sẽ đến với phần thi đối kháng nhảy. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cặp đôi nhảy múa của biệt đội Hồng Hạc, Quang Trung và Minh Ngọc, cặp đôi nhảy múa của biệt đội Gấu Trúc, Minh Quân và Thanh Ngân. Ngang tài ngang sức, hai bên đối kháng, tôi đi về tờ ở phía đầu á. Phải suy nghĩ chứ cho mệt phải không? Bởi vì là biệt đội nào cũng giỏi cả và cặp đôi nhảy múa nào cũng tài năng hết. Ở lứa tuổi của Minh Quân và Thanh Ngân thì các con thể hiện theo cách khác, nhưng mà hai cái bạn nhỏ kia thì cũng không vừa. Trời, cũng đối kháng lại một cách rất là mạnh mẽ và quyết liệt. Và chú Uyên muốn nói một chút xíu về Thanh Ngân. Cái phần thi của con vừa rồi đó, cái thái độ của con, đó là cái sự là cô Ly với chú Huy muốn con đó, cô muốn con làm trong cái bài trước, nhưng mà trong cái phần này con làm rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Chắc có lẽ là cái cảm giác mà hai cặp đối kháng với nhau á, thành ra các bé gọi như là có bao nhiêu công lực máu lửa dồn ra hết bên ngoài, từ động tác cho tới cái gương mặt của các con thể hiện rất tốt. Đây là một cái phần đối kháng mà ngang tài ngang sức, không phân biệt độ tuổi. Tụi con đã làm cho cả khán phòng này dậy sóng. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Bây giờ thì tụi con tạm nghỉ ha. Mình thư giãn và mình cổ vũ cho phần thi đối kháng tiếp theo.
Cảm ơn Quang Trung, Minh Ngọc, Minh Vân và Thanh Ngân.